Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại sảnh chờ khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Chắc hẳn là các bạn cũng khá là quen thuộc với khung cảnh này rồi đúng không ạ? Trước mắt tôi ngay lúc này thì rất đông các mẹ bầu đang đến khám thai, chờ sinh. Ngoài ra thì còn có những người nhà, sản phụ cũng đang thư giãn và nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi. Và như chúng ta đã biết thì trong hành trình mang thai, người mẹ không chỉ có những niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà mong chờ được gặp con yêu của mình, mà còn phải đối mặt với sự thay đổi nội tiết tố của cơ thể, hệ miễn dịch giảm sút, dễ mắc các bệnh như là cảm cúm hay là sốt. Vậy thì sốt khi mang thai có nguy hiểm hay không là câu hỏi mà rất là nhiều bố mẹ trẻ đặt ra nhưng mà chưa tìm được câu trả lời chính xác. Vậy trong livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này qua việc mục sở thị ca sinh của mẹ bầu Khổng Thùy Linh. Bất kỳ ai trong chúng ta đã từng bị sốt khi mang bầu thì rất là muốn được tư vấn. Và các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại, hãy comment ngay để chúng tôi giải đáp trong livestream này các bạn nhé. Vâng, lúc này thì vợ chồng chị Khổng Thùy Linh đang có mặt tại phòng chờ sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc rồi ạ. Có thể thấy là anh chồng của chúng ta rất là tình cảm đúng không nào? Anh chăm sóc cho vợ mình rất là chu đáo. Theo như chia sẻ của anh chị thì bác sĩ sản khoa đã chỉ định sinh mổ do kết quả siêu âm thai to, bé nặng khoảng gần 4 kg. Và chia sẻ với chúng tôi trước đó thì chị Linh cũng cho biết là mình đăng ký gói thai sản theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Và đến tuần thứ 36 thì chị bị sốt do viêm amidan. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe vài lời tâm sự của hai vợ chồng chị nhé. Em chào anh chị ạ. Anh chị có thể cho biết là bé nhà mình được bao nhiêu tuần rồi không ạ? Chị có thể chia sẻ thêm lý do vì sao mình lại sinh mổ không ạ? Chị dự kế sinh thường vì em bé lớn nên là bác sĩ tư vấn để mổ. Do em bé đường kính lưỡng đỉnh to và cân nặng lớn. Chị ơi, đường kính lưỡng đỉnh theo kết quả siêu âm của bé là bao nhiêu nhỉ? Trong thời kỳ mang thai thì chị có bị tăng cân nhiều không? Chị có gặp vấn đề gì trong quá trình mang thai không ạ? Sức khỏe của chị ổn, chỉ có bị ốm vặt với cả đến tuần thứ 36, 37 chị có ốm viêm amidan, sốt. Chỉ trong lúc đó là chị có đăng ký gói chọn gói ở đây rồi, chị có vào đăng khám. Bác sĩ cũng cho thuốc cho bà bầu, chị phú. Lúc này chị đang theo khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đúng không ạ? Bác sĩ chuyên khoa đã hướng dẫn mình điều trị như thế nào vậy ạ? Bác sĩ cũng tư vấn, nhưng gần đây là không được kê gì hết cả. Chị chỉ cần theo đúng thuốc thôi. Vài ngày thì dạ vâng, vậy bây giờ bố có muốn gửi lời nhắn gì đến em bé sắp chào đời không ạ? Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Các bạn ơi, bây giờ đã đến lúc mà chị Thùy Linh phải lên phòng mổ rồi. Chúng ta hãy cùng chúc cho chị mẹ tròn con vuông nhé. Các bạn hãy comment ngay dưới livestream này để tiếp thêm động lực cho chị ấy đi ạ. Các bạn thân mến, sốt, cảm cúm là những bệnh rất thường gặp trong thời kỳ mang bầu. Trong thời gian này thì cơ thể của người mẹ sẽ phần nào bị giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh thường gặp hơn bình thường, ví dụ như là cảm sốt, sốt xuất huyết, sốt do đau răng, viêm amidan, sốt virus, nhiễm vi khuẩn do viêm gan siêu vi B, viêm nhau, viêm mảng ối. Việc hạn chế dùng thuốc kháng sinh khiến bệnh tình trở nên dai dẳng, lâu khỏi, làm không ít mẹ bầu hoang mang lo lắng. Các nghiên cứu khoa học thì cho thấy là nếu mẹ bầu bị sốt trên 38,5 độ trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thì thai nhi sẽ có 11,2% dị tật bẩm sinh, nghĩa là cao gấp đôi so với bình thường. Thậm chí là có thể dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc sinh non tùy thể trạng của mẹ bầu và tuổi thai của em bé. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chị Khổng Thùy Linh đã được tiêm tê để bắt đầu cuộc phẫu thuật rồi. Chúng ta cùng động viên tinh thần chị ấy qua livestream này các bạn nhé. Chị Linh thì bị sốt do viêm amidan ở tuần thứ 36, tức là tháng cuối của thai kỳ.
Lúc này thì thai nhi đã qua giai đoạn hình thành nhưng mà vẫn cần lưu ý, bởi lẽ là khi còn trong bụng mẹ thì thai nhi rất là khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột. Điều này có thể dẫn tới sinh non trong tháng cuối của thai kỳ. Khi cơ thể mới có hiện tượng sốt thì mẹ bầu có thể sử dụng những kinh nghiệm dân gian để hạ sốt, ví dụ như là lau người bằng khăn ấm, mặc quần áo thông thoáng, ăn cháo hành tía tô, uống nước cam, uống nhiều nước. Tuy nhiên, nếu như tình trạng sốt không khỏi mà vẫn kéo dài thì mẹ cần lưu ý đi thăm khám và theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó thì việc điều trị sốt tại nhà theo các kinh nghiệm dân gian sẽ không được khuyến khích bởi sẽ dễ dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Đặc biệt là nếu mẹ đang khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như chị Khổng Thúy Linh thì bác sĩ chuyên khoa sản sẽ có những phương án điều trị dứt điểm cho các mẹ bầu hoàn toàn yên tâm đấy ạ. Người hồi hộp nhất lúc này có lẽ là chị Linh rồi. Các bác sĩ thì đang liên tục trấn an chị Linh và hướng dẫn chị thở đều, thả lỏng cơ thể để cảm thấy thoải mái nhất. Các bạn thấy không ạ? Bất cứ lúc nào thì các bác sĩ của Bệnh viện Thu Cúc cũng luôn theo sát và động viên mẹ như vậy. Thế nên là mẹ sẽ không còn lo sợ sinh mổ nữa rồi. Và các mẹ hãy comment để động viên chị Linh để chị thoải mái tư tưởng và mẹ tròn con vuông nhé. Ngay lúc này thì các bác sĩ cùng với ekip đang thực hiện những thao tác cuối cùng để đưa em bé của chúng ta ra đời rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem các bạn nhé. Chắc hẳn là trộm vía lắm đây vì theo kết quả siêu âm thì bạn ấy được khoảng 4 cân cơ ạ. Dạ vâng, em bé của chúng ta đã ra đời rồi ạ. Chúc mừng chị Linh cùng với gia đình chào đón một thành viên mới. Cảm ơn các bác sĩ cùng ekip mổ đã đưa bạn ấy ra đời thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chỉ một lát nữa thôi thì các cô điều dưỡng sẽ lau sạch những rau ối còn bám lại và bạn sẽ được ra tiếp giao với mẹ. Chắc hẳn là lúc này thì chị Linh đang rất là xúc động trước khoảnh khắc chào đời của con đầu lòng. Sau khi kiểm tra sức khỏe thì các cô điều dưỡng sẽ đặt em bé lên bồng ngực của mẹ. Việc ấp ra sớm với mẹ như vậy thì có rất là nhiều lợi ích cho hai mẹ con, ví dụ như là cân bằng nhiệt độ cơ thể trẻ, kích thích sự tiết sữa của mẹ, phát triển phản xạ tim mẹ.
Và các bạn thấy không ạ, bạn ấy đã có những phản xạ đầu tiên là ngóc lên tìm ti này, mút ti mẹ rồi. Ôi trộm vía quá ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đoán xem là bà nhỏ ngày hôm nay được bao nhiêu cân nhé. Vâng, bạn ấy được 3,7 cân các bạn ạ, trộm vía đúng không ạ? Chúc mừng chị Khổng Thúy Linh và gia đình. Cô điều dưỡng thì đang đeo vòng định danh cho hai mẹ con rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xuống sảnh để gặp bố của em bé nhé. Em bé của chúng ta đang được cô điều dưỡng hỗ trợ áp da với bố. Trước đó bố của em bé thì cũng được hướng dẫn đi tắm sát khuẩn rồi. Và bây giờ thì hai bố con sẽ được áp da. Các bạn thấy không ạ, bạn ấy đã có những phản xạ ti mẹ trước đó và bây giờ cũng vậy. Trộm vía bạn ấy thật là cứng cáp. Và ngắm nhìn chị Khổng Thúy Linh mẹ tròn con vuông như thế này thì chắc hẳn là mẹ nào đang lo lắng về việc sốt khi mang thai cũng yên tâm hơn phần nào rồi đúng không ạ? Khi mang bầu thì sức đề kháng của cơ thể chúng ta giảm sút, dễ mắc các bệnh cúm, cảm sốt. Bởi vậy chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì mẹ bầu cần tránh xa những nơi đông người, virus gây bệnh dễ dàng xâm nhập. Và khi cơ thể có dấu hiệu nóng sốt, nhiệt độ cao thì mẹ bầu không nên tự ý dùng thuốc hay là điều trị tại nhà. Giải pháp tối ưu là các mẹ nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Đặc biệt là nếu đang theo khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì mẹ bầu chỉ cần theo đúng chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa sản và không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt với các bạn. Hy vọng là qua live stream này thì các bạn đã có thêm những kiến thức về việc bị sốt khi mang thai. Mọi thắc mắc và băn khoăn về chương trình khuyến mại cũng như là những ưu đãi hấp dẫn hiện tại thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những live stream tiếp theo của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.